cục viên chậm bóng ở sau xe đó, lại nén. Tao nhìn em quá trời, em tưởng là người ta trầm trồ với nhan sắc của em, nhưng không, sao đẹp mới biết giống một là nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trên sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về cái nhiệt của em là thuộc dạng mà thực phẩm, em ẩm đó, thực phẩm thực sự luôn. Và cái khu đó bữa đó gái đẹp như đi đâu hết trơn rồi, còn hai chị em nhỏ nẻ lại đó. Cái cái vợ em mà kêu quỷ cái không mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em gọi quỷ cái hả? Dạ em biết kia thấy quen rồi. Vợ nhà em tên tía em. Quỷ cái tía em. Quỷ cái gì quỷ cái. Trời ơi mọi người ơi. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Lê Dương Vũ Lâm. Năm nay 30 tuổi, công việc chính của em là diễn viên. Và đây là người đầu ấp tay gối với em, Quỳnh Quỳnh. Giới thiệu đi Quỳnh Quỳnh. Xin chào mọi người, em tên là Tạ Thị Quỳnh Anh. Năm nay em 27 tuổi. Hiện tại em là trợ lý của anh Lâm. Cái cơ duyên nào mà em và Bảo Lâm lại gặp nhau? Và ấn tượng đầu tiên của em dành cho người đàn ông này là gì? Dạ, em với anh Lâm gặp nhau là ngày 14 tháng 2. Là cái thường cái lễ tình yêu là em đều đem hoa ra công viên để bán. Anh quen cái người bạn của em, cho nên là ảnh từ thành phố anh về anh chơi chung. Mà lúc đầu tiên thì em thấy ảnh là em rất là ghét. Ảnh chảnh chẹ lắm, ảnh giống như thằng khùng á. Em bán hoa ở đâu? Dạ công viên ở dưới Long Thành. Long Thành. Dưới Long Thành, còn Lâm là từ thành phố về. Dạ lúc đó em là sinh viên trường sân khấu rồi, năm 2 rồi. Mà lúc đó mình thể hiện xíu, tức là lãng tử xíu, tóc tai vút vút các thứ. Rồi chạy xe, mà lúc đó em chạy xe SH ghê lắm. Em còn nguyên chậm bóng ở sau xe đó. Chạy nén. Tao nhìn em quá trời, em cứ tưởng là người ta chầm trồ với nhan sắc của em, nhưng không, sao đẹp mới biết giống một con. Không ưa nhau vậy rồi sao mà hai đứa tiếp cận nhau đúng không? Dạ tại lúc đầu em thấy ảnh cũng đẹp, nhưng mà nghĩ là ảnh chắc sẽ không cua em, tại em xấu lắm. Chứ lại em nghĩ là em cũng không với được cái người giống như vậy. Dạ nếu như mà ở Sài Gòn á, vô trên sân khấu là trung bình, không ai thèm nhìn hết. Nhưng về cái nhiệt của em là thuộc dạng mà thực phẩm, kiếm phẩm đó, thực phẩm thực sự luôn. Tức là ra đường là ai cũng chầm trổ trơn trọi. Quỳnh có một người em nữa rất là đẹp luôn. Người em thì trưng diện hơn. Còn người chị thì nhìn ban đầu thì dơ nó chầm trổ dơ đó. Không có để ý. Tại sao Lâm tía thác mà Lâm cột một cái chùm bóng bóng, sao là chột bóng bóng làm gì? Chú ý. Tại vì nếu mà đi một mình em sợ là không có đủ cái sức hút để người ta chú ý em. Trời đất ơi, nó em mua 200.000 bóng bóng mà bóng bóng bay đó mình làm chắc. Sao anh Thuận em tâm sự với anh mà tụi anh nói em bệnh nặng. Không chung bóng bóng rất là nhiều. Rồi sao nè, chung bóng bóng mà bóng bóng màu hồng màu xanh đồ màu rất là bu đê. Dạo dạo một cái người yêu là cái khu đó đó, là mỗi tối là tất cả những người mà cô đơn, người mẹ ta thường ra ngoài để tìm người yêu rồi nọ. Rồi tấn công con nhỏ em sao? Vô là làm quen nhỏ em. Xong rồi sao nữa? Bắn bông đúng không? Hai đứa cùng bắn bông hả? Hai chị em bắn bông. Con có em là chủ yếu là dẹo để quát khách, để quát khách, để vô bông. Còn nhỏ chị là không có nhan sắc cho nên dạt vô trong. Cắt bông, cắm bông đồ. Là nhỏ em tươi quá, là tấp vô làm quen nhỏ em. Nhưng mà sau khi vô là biết nhỏ em có bồ phải không? Rồi lúc quen ai đúng không? Coi như là chết luôn rồi. Rồi sao sau đây lẽ làm còn bóng bóng rồi làm rần rần chơi đó. Nhưng mà anh hỏi này, khu vực đó ngoài hai chị em này bắn bông không còn nhỏ nào bắn bông khác? Tức là cái khu đó bữa đó gái đẹp như đi đâu hết trơn rồi. Còn hai chị em nhỏ nẻ lại đó. Quỷ cái. Vợ em mà kêu quỷ cái không mà chị ơi. Ủa sao kỳ vậy? Tại sao em gọi là quỷ cái hả? Dạ em biết kia thấy quen rồi. Vợ nhà em tên tía em. Quỷ cái chứ em. Quỷ cái gì quỷ cái. Mà 8 giờ rồi mà không có ai, không ai. Mà lâu lâu mới về Long Thành một lần. Thôi kệ, coi như là thí mạng luôn đi. Có đại đúng không? Cho vui nhà vui cửa đi. Có này bắt đại cái kia. Bắt đại cái kia. Nói chuyện như bà này. Xong rồi cái bà rủ đi ăn. Em rủ đi ăn đúng không? Dù gì tại tôi rủ viên nhóm rủ ông nè. Rủ nhóm đi ăn. Dòng vô đi ăn mà biết thân phận mình xấu hay sao, ăn tự trả tiền luôn. Trời ơi. Mà quý một bầy con trai mà tự trả tiền. Không biết nhục còn nói. Đó kìa, không biết nhục còn nói kìa. Đó sao không bao người ta. Tại mình đẹp, mình là trai đẹp dưới quê cho nên mình không có giá. Bạn mời tôi thì bạn phải bao tôi chứ. Không ghen ghê. Rồi sau khi mà đi ăn cái bữa đó, em còn ấn tượng là anh này bị khùng nữa không? Hay là cái ấn tượng của em có thay đổi? Em cũng hay ghét lắm. Tại vì em thích cái anh kia. Trời ơi. Ai vậy? Đức hả? Chú Duy. Rồi cái xong cái ảnh đưa em về, cứ dí theo em, xin số điện thoại của em. Cái em hôi cho đại chứ để nó công nó càng cười riết nữa. Cái xong cái cũng cho, cái anh nhắn tin em 3 ngày sau, cái anh chở em về nhà ảnh luôn. Chở em về nhà ảnh luôn. Rồi về rủ nhiều bạn chứ không phải là về một mình cô. Rủ về xong rồi tự nhiên thấy tính cô tốt quá. Là em thấy cô này cũng, hồi đó giờ có ai nói với em á là nghi ngờ giới tính của Lâm không? Dạ có nhiều chứ. Nói sao? Dạ nói mày quen cái thằng đó BD vậy. Nó không có cưới mày đâu. Ít nhiều em cũng là gái mới lớn mà. Đúng không? Mới lớn anh. Không, cái lúc đó anh đang nói đó em cũng phải hồ nghi chứ. Có nghi không? Dạ không.
tại vì em thấy luôn. Ảnh men lắm. Chứ em nghĩ là tụi nó chắc ghen tị với em. Lâm làm gì em mà em biết nó men? Dạ, em cảm nhận được. Cảm nhận. Dạ. Đang hỏi kìa, nó cứ ấy không nó. Đúng không? Quen có vụ đó đây nè. Lực lượng có vụ không nè? Dạ có chứ. Bao lâu làm bao lâu là bắt đầu vụ? Dạ. Đàn ông nào cũng vậy hết trơn á, vụ hết đó. 7 tháng rồi. À, đến vụ kia nữa đó, ở lâu không? Dạ. Tự nguyện luôn. Ghê lắm. Ai? Ai ghê? Ý là em đó. Ờ, sao đâu. Anh nghĩ với nhan sắc này, em mà cởi cái bộ đồ vest ra cái là muối đồ. Ừ, thì ghê lắm. Chuột con này nọ. Ừ. Thử hỏi. Ừ. Quỳnh nào chịu nổi. Quỳnh nào mà chịu nổi. Ừ. Vậy có nghĩa là Lâm đâu cần dụ nhiều đúng không? Không dụ nhiều chị, em chỉ cần nói chị Dân biết cái miệng của em rồi đó. Ừ. Ví dụ em muốn hề nó hề, ừ, còn em muốn mà lãng mạn ngôn tình cũng có luôn. Ừ. Bao lâu thì cũng lên Sài Gòn. Cô làm trợ lý cho em. Mấy năm ở chung nhà với em. Dạ, quen nhau chắc cũng phải 5 năm. 5 năm là trong sáng đúng không? 5 năm trong sáng anh. Ừ. Trong sáng không? Thế trời ơi, sáng nhẹ thôi, nói trong sáng là xạo. Sáng nhẹ nói trong sáng 5 năm cho em gặp mặt. Xạo. Dối trá. Dối trá. Trá. Ôi trời tôi sợ ghê quá. Trời ghê ghê. Hả? Bà nó ghê nó giải cầu sớm hơn bà đó. Em đẹp. Còn mấy người mà ta chia sẻ thật lòng. Ờ à, tôi vậy là mấy người đàng hoàng. Đúng. Trời tụi hung ghê, trời nắm tay, trời tụi. Bà nó theo trai sớm. Đó. Hay quá. Có nhiều trường hợp rồi. Hay quá Lâm ơi. Coi... Nói về 5 năm trong sáng thì không trong sáng lắm. Sáng nhẹ. Thì cũng có sơ mút của này nọ. Nhưng mà. Nhưng. Thật lòng. Ờ. Và quen đến 5 năm. Và khi đó điều kiện em có rồi, em nghĩ là em đã nuôi cô này được rồi. Và em lo cho cô này được rồi. Và em kêu là thôi lên đây ở đi. Để mà hỗ trợ nhau trong công việc. Em lên chung thì ảnh để nguyên một ngày ở nhà từ sáng đến tối. Mà anh đi hoài mà em điện thoại cũng không được nữa. Mà người ta đang quay một cái điện video video hoài. Đi đâu mà sao mà không cho gặp mặt. Đi quay với ai. Bà ghen á phải không? Ghen, bà ghen. À. Đi làm ta kiếm đồng tiền cực khổ trăm bề mà ở nhà mà ghen tuông mù quáng như vậy. Em đã kêu Quỳnh Quỳnh lên Sài Gòn chắc chắn là em đã tạo được một cái niềm tin với phụ huynh của Quỳnh Quỳnh rồi đúng không? Dạ. Ba Quỳnh mê em lắm. Ba em một ít cười lắm, mỗi lần coi thấy ổng cái cười cái tiếc cái hai cái núi này ra luôn. Trời ơi trời. Nói nghe nè, như vậy là mình sẽ tính là tính từ cái lúc mà ha em Quỳnh bắt đầu lên ở trên này để làm trợ lý cho Lâm là bắt đầu lòi ra tật xấu nè. Đúng lúc rồi. Đó mới thấy được tật xấu của nhau nè. Giờ để Quỳnh nó kể. Dạ, anh bày hài lắm. Trời ơi. Với lại hay cọc cằn nữa. Du duyên nhiều thứ lắm. Dài dớ của anh hay vậy, anh hay dục lên mặt. Đâu em vậy là. Ủa cái vớ mà dục lên mặt người ta là bệnh lắm luôn rồi đó. Anh hay kể quần anh dục lên mặt em. Rồi gì nữa nè. Ông nhân viên đó mà ông ví dụ ông kêu em là ông nhắn tin là gần 5 phút nữa về tới nhà nha, chuẩn bị cơm. Cơm canh đều phải nóng hết chứ nguội là không ăn. Em chuẩn bị sẵn rồi hết rồi. Cái về tới nơi hơi mệt quá anh không ăn đâu. Hơi nữa cái em dọn lại lần nữa mới chịu ăn mà phải năn nỉ mới chịu ăn. Em nấu cơm. Dạ. Lâm có bao giờ nấu cơm không? Dạ không. Vậy hả? Không rồi á có hay khen em không? Dạ, chỉ chê thôi. 7 năm quen biết nhau, chỉ có đúng một lần là anh vô nhà em là em đang nấu cái canh á. Cái anh ăn anh khen tới tấp. Hồi lúc mới quen á, khen cái ghê lắm, giờ chơi muốn giống như là đồ bỏ đi. Chê là chê giỡn thôi chứ đúng không? Không, chê thiệt anh. Thật sự món đồ ăn rất dở luôn. Là cô ấy không ăn hành được, là ép mình không ăn hành, không ăn ngò luôn. Và đặc biệt là gia đình có kỵ chữ đường. Không có giờ mình đem đường, em là... Khoái ngọt. Khoái ngọt, bây giờ đi làm vừa mệt vậy. Mà đồ ăn thì lúc nào cũng xum xuê hết. Xum xuê, đồ ăn là xum xuê nha. Nhưng không có đường. Không ăn được. Nó mặn hoặc là nó lạc quá. Đúng là nó bị sao sao á. Như vậy thì mỗi lần ăn uống chắc là căng thẳng lắm đúng không? Rất là căng thẳng và cọc luôn. Sẵn nói tật xấu của vợ luôn đi. Nói luôn tới phần em rồi đó. Không cho nó nói em nữa. Rồi bắt đầu. Rất là nhiều. Ví dụ em mà đi chơi là cả showbiz biết. Điện video của em tắt 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 tắt. Vô chồng mình tắt thì mình thôi đi. Không. Điện cho Nam Thư. Điện Nam Thư xong điện cho Dương Thanh Vàng. Rồi điện cho Khả Như. Điện cho tất cả showbiz. Mà 4 giờ sáng điện ta. Rồi chị Như bắt đầu đồn với chị Thư. Chị Thư bắt đầu đồn cho đó. Bắt đầu tụ họp lại. Rồi xong. Nói thằng Lâm thì ăn chơi đồ này nọ. Là bữa điện ai? Nam Thư hả? Trời. Tội nghiệp bà Nam Thư sáng mới trổ. Lâm ơi tôi tưởng mày chết Lâm ơi. 4 giờ sáng vợ mày điện tôi khóc quá trời Lâm ơi. Nghĩa là làm rần đổ rộ lên và tất cả mọi người hoang mang hết. Chị Tâm Thư điện cho em, chị Khả Như điện cho em. Nói chỗ biết nó bị cái gì không? Có chuyện gì không mà sao vợ nó quan lo chứ? Dạ. Cuối cùng bữa đó ông đi đâu? Bữa đó đi nhậu. Đi nhậu với bạn.
vui, một năm em chỉ đi chơi một lần thôi mà cũng không cho chơi. Mà biết đi tập bài đi kiếm tiền là không bao giờ điện nha. Tại nói anh đi chơi em phải nóng lòng chứ. Lo đúng dạ. Không phải lo chứ. Rồi 4 giờ mấy sáng về nhà rồi cái việc đầu tiên em làm là cái gì? Em ngủ, em về em giận luôn trước chị. Mà thì đó giờ cái tật của em là em mà giận là cô ấy là người xin lỗi em, không về em xin lỗi trước. Nghĩ đó hả? Dạ. Rồi ôi. Là nó xin lỗi rồi này nọ, bóp chân bóp tay rồi này nọ. Quậy luôn. Ở nhà chắc em nói hết đúng không? Ở nhà chắc cô ấy bị thiệt thòi không có dám nói. Ai cũng tưởng em là ở nhà là em nói chuyện nhiều lắm nhưng mà không có, ở nhà em không nói chuyện thiệt sự luôn. Anh nói này giùm anh chứ anh nói kỳ á. Dạ ở nhà thì anh đầm tính lắm, anh không có nói chuyện với ai á, em cậy họng cũng nói nữa. Thiệt không, ở nhà nó bắt em lên đây nói gì vậy? Dạ thiệt. Thiệt không? Dạ, không thiệt. Là bữa giờ em là đăng lên Facebook là tìm tài xế, anh nói là tất cả yêu cầu là giờ giấc đồ này rồi lương bổng ok hết. Nhưng nó có nói nhiều hay không? Nó nói nhiều là ổng không lái. Mệt. Ổng bị mệt. Nhà không nói chuyện, em nói mệt. Em để dành cái năng lượng để em đi quay. Để dành năng lượng để khi mà em live stream em làm công việc thôi. Anh tưởng nhà em nói nhiều, em không có nói nhiều mọi người ơi. Anh thấy Quỳnh ít nói đúng không? Ít nói anh. Nhưng mà làm nhiều, dù xây nhà là cô ta xây luôn. Tất cả cái gì mà lớn lao là tất cả lo hết 100%. Còn em làm cái đó không được. Những cái gì mà như của những người đàn ông là cô ta làm hết. Ở nhà kêu em là công chúa. Công chúa ơi, kêu chúa ơi. Vậy á. Hồi đó anh thích em là mẹ của anh lắm. Lúc mà còn ở trọ, trước chưa có con á, ảnh là con của em á. Ảnh ngồi trong phòng á sung sướng, ảnh thích nhất là trời mưa là được ấm áp mẹ lo. Em hay vô đắp mền cho ảnh lắm. Cảnh phái anh kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Ờ đi ghét quá vậy. Ờ vậy hả? Mỗi lần mà kêu nó mẹ ơi, cơm con ăn. Là mẹ bây giờ nấu được cơm cho ăn. Mẹ ơi, không ăn. Tưởng tượng là mẹ đắp mền cho con. Dễ thương quá. Dễ thương quá hả? Ngày hôm nói cái vấn đề nữa là ngày xưa là vừa làm trợ lý vừa làm tài xế cho em luôn. Em với con Dương Thanh Vàng là đi diễn đi tấu hài chị, là cô ta thắng chạy tới đâu là răng răng tới đó. Lái xe hơi hả? Lái xe hơi mà thắng là thắng lết bánh. Mỗi khi mà tụi em chạy show là nhiệm vụ con Dương Thanh Vàng là bắt đầu nó xỉu trong xe chị. Dù lỡ nhưng mà chú công an mà chú bắt một cái là nói là con Dương Thanh Vàng nó diễn quá nó bị tăng xong bị xỉu. Rất là giỏi. Sao mà còn em tới giờ em chưa biết lái xe luôn. Sao em đưa tụi anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không vậy? Nhưng mà vậy là có xe xu ăn diện không? Không xe xu ăn diện mà nó đi theo cái kiểu mà nó bị bày hay luôn đó chị. Trời ơi. Tức là đi tới chỗ đông người thì mặc đồ rất là ok. Nhưng ở nhà mặc những bộ đồ hú hồn. Những bộ đồ mà mấy chục ngàn, mười bốn chục ngàn. Bộ đồ mà về dưới quê, về với mẹ mà mấy cái sớm mà cái miệt thứ, miệt mà đổ đóng đó. Ba, bốn chục ngàn. Mấy cái mà ren mà bông qua rồi này nọ đó. Mà mặc cái nọ nó cũ mà không chịu dục. Em phải đè đầu em xé, bữa em bứt hai cái dây này để dục cái bộ đồ đó mua đồ khác. Nhiều khi em hỏi Quỳnh ơi sao mà kỳ của Quỳnh. Ví dụ nhiều khi mà anh về anh bạch mỗi em phải sexy một xíu. Em không phải mặc đồ, em uống lừa một xíu. Uống lừa để cho mà nó tươi mới cái tình yêu mình. Nhưng không chị vẫn mặc cái bộ đồ sến xúa mà dây hai dây đồ bèo đồ này nọ mà nó như nhăn nhíu đồ thấy ghê lắm. Tại không hết. Tại những cái đây mặc nó thoải mái của em bé nữa. Em nó mặc đầm thì nó rườm rà, đâu có ngồi lên ngồi xuống để mà làm đồ ăn đâu. Chị biết vừa làm đồ ăn xong rồi con khóc, em phải chạy lên. Vừa chạy lên chạy xuống mà thang lầu nó rất là nhiều mày, rất là mệt. Mà mặc đầm thì nó vướng díu tùm lum hết á. Với lại nhiều thẩm mỹ viện em kêu Quỳnh ơi dù răng mình bị mẻ. Bây giờ em mình đi làm đi, cũng không chịu làm. Chứ mày là cái thẩm mỹ viện nó cho miễn phí, năn nỉ quá mới qua làm thôi. Vậy đó hả? Thiêu thôi. Nói chung là không có biết chân diện cho bản thân của mình. Dạ. Mà bây giờ em có mong muốn Quỳnh là cái điều gì không? Bữa nay nói thật lòng với Quỳnh luôn đi. Mong nói muốn điều gì thay đổi á? Em mong muốn nói là luôn. Quỳnh sẽ giục những bộ đồ cũ ở nhà đi. Và đừng ăn cắp phấn son của em nữa. Cái vỏ đồ trang điểm của em lâu lâu em mất đồ anh. Em mất cây son, em mất cây vẽ chân mày. Em tức em chửi trợ lý em. Chụp tưởng là mất ai về vợ em cắp của em. Mà hai vợ chồng đã tối ngày cái chữ lộn đề son phấn nó kỳ lắm. Ví dụ em kêu đi em cứ đám hỏi đám ơn đó thì mình ra tiệm mình trang điểm khoảng 200 ngàn 300 ngàn không chịu, nhà tự vẽ chị mà nó khéo tay đâu, vẽ cái mặt nó kỳ lắm. Mà phải khi mà người bình thường nó vợ Lê Dương Bảo Lâm diễn viên rồi này mà vẽ mặt kỳ cục kỳ đờ vẽ sao đâu nè, tức là tự phiêu anh. Hồi nãy lên đây là tự trang điểm em nói không chương trình mất chút đàng hoàng đi lên trả cho người ta làm. Em làm hai chồng chữ lộn xong mới lên tới đây làm. Hy vọng là trong thời gian rảnh rỗi thì học nấu ăn ngon hơn, nên chịu khó nêm đường xíu để cho cái cuộc sống mình nó ngọt ngào hơn. Em muốn là em nấu ăn thì cũng tâm huyết của em á, cho nên đừng có chơi lố quá. Anh nhiều khi anh chơi mà em thấy em buồn lắm. Đồ ăn em cũng trang trí đồ đẹp lắm. Nó hoành tráng gì, nó hoành tráng lắm. Cá mắm đồ lẩu đồ nghi ngút. Nhưng ăn vô thấy ghê. Tại em mong muốn thay đổi điều gì? Người đàn ông này. Dạ chỉ mong anh là bớt chơi em lại thôi. Lâm là cái như tấn công tới tấp Quỳnh, nhưng mà anh biết trong thâm tâm em rất là thương vợ em. Thì nhân hôm nay anh cũng như là mọi người cũng đang rất muốn nghe em nói một lời gì đó thật lòng
thật tâm của em dành cho người phụ nữ này? À, ví dụ khi mà em đi theo cái con đường nghệ thuật này chắc chắn sẽ thị phi rất là nhiều, và khi mà vợ em nghe những cái lời đó thì chắc chắn là vợ em cũng sẽ bị chạnh lòng đôi chút. Thì em chỉ muốn nói là em không giờ đem cái hạnh phúc của em ra mà em đùa giỡn. Ai nói gì nói, miễn là gia đình mình hạnh phúc, cùng nhau nắm tay qua những cái chặng đường khó khăn gian nan là được rồi. Cho dù ngoài kia bao la sóng gió, chỉ cần anh với em bảo vệ nhau, hạnh phúc nhau là được. Ok. Em tên là Huỳnh Anh Tấn, em 30 tuổi, em là cán bộ viên chức. Em tên là Tô Kim Trân, em 29 tuổi. Trân và Tuấn gặp nhau trong trường hợp nào? Lúc đó thì em mới chia tay bạn trai cũ, hẹn một cô bạn thân đi hát karaoke. Vô tình bạn đó mới gọi cho anh này ra. Dạ. Thì nói là tao giới thiệu cho mày thằng bạn tao, dễ thương lắm, đạo mạo lắm, mà em gặp anh này em hết hồn. Hết hồn là sao? Đây Tuấn rõ ràng là đạo mạo mà. Bây giờ mới đạo mạo đó anh. Thì lúc đó là em đang ở cơ quan, bạn của em mới điện thoại cho em, nói thôi bây giờ mày ra đây mày hát karaoke với tao. Cũng không có nói là giới thiệu, nói em vô em cũng đâu có thích đâu. Em là em thích người con gái là phải giống như là trắng trẻo rồi tóc dài rồi mặt mày rồi phải đừng có trang điểm đậm như vô. Mà gặp bạn em là coi như là tóc thì tém nhưng mà da thì ngâm, mà trang điểm thì đậm nữa, mà bởi vì em vô em cũng không có thèm đánh xỉa gì. À, tôi nghĩ là ấn tượng ban đầu của cô này về chồng tôi nghĩ là hay ghê, còn chồng ấn tượng về cô vợ ban đầu là hay gớm. Còn đến khi nào thì hai bạn mới thực sự là quý nhau? Lúc sự đó, kiện nào, dạ, sự cố nào thì mà xin số điện thoại nhắn tin nói chuyện cái mới hẹn. Thì cái bữa đó là cái đám cưới của một cái người bạn ở cơ quan, thì em mới điện thoại nói anh có cái đám cưới vậy, thôi anh mời em đi chung với anh. Cô ấy cũng đồng ý, chở đi thì thấy mấy người trong cơ quan khen nó, bạn mày cũng dễ thương đồ này nọ. Thì lúc đó thì do em thấy cũng thích thích. Nhưng mà mỗi lần mà bạn đi chơi là bạn đến nhà chở bạn này đi? Dạ. Rồi ba má bạn có đồng ý không? Dạ không chị, toàn đứng ngoài đầu hẻm chứ đâu được vô nhà. À, vậy hả? Dạ, tại vì ba mẹ em cấm mà, đâu cho quen. Cấm hả? Nhưng mà đã biết bạn này chưa mà cấm? Chưa. Tức là cấm cho quen với bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Và cấm cho đi chơi. Dạ đúng rồi. Rồi lén đi ra ngoài. Lén đi. Rồi về có bị gì không? Dạ ăn đòn. Lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25. 25 tuổi rồi mà còn ăn đòn quá. Thật sự là ăn đòn không đó? Ăn đòn. Ăn đòn hả? Bị quýnh bầm mặt luôn á. Trời ơi, khổ thiệt luôn hả? Ủa cạo mặt hay sao? Bầm mặt. Tụi mẹ em giận quá, mẹ em tay. Tôi muốn có biết rằng là mỗi khi mà cô này đi chơi với Tuấn về là bị đánh không? Dạ không, cái thời gian đầu em đâu có biết đâu. Cái sau này á, có lần đó hẹn ra cái đi uống cà phê thì thấy cái mặt bầm trên trán rồi bầm ở đây nữa. Thì lúc đó em mới hỏi, đâu có nói đâu, thôi bị té bị gì không à. Nó nói sao té gì kỳ vậy, té gì sao bị vậy. Nó cái rồi mới cởi ra. Là lúc đó đứt ruột đó đúng không? Dạ không. Em có một cái quyết định. Lúc đó là em buồn lắm, cảm thấy nó đây rất quyết định luôn. Thôi bây giờ em để anh qua anh gặp ba mẹ em. Thì để anh nói chuyện, anh xin ba mẹ em rồi cho anh với em quen với nhau. Mà qua thì mẹ bên bển cũng như cũng thôi cũng không nói tiếng nào hết rồi xong. Rồi sao tiếp đó có người bị quýnh tiếp nữa? Đi chơi tiếp nha. Không phải, không có còn quýnh không? Đó còn bị đánh không? Sẽ còn mà ít sao cho kỳ ta. Tại vì mẹ em không chịu. Tại vì lúc trước bạn em là học ở trường cao đẳng du lịch Hóc Môn á, là cái buổi lễ tốt nghiệp đó mới rủ em đi xuống dưới chơi. Mà vô tình là gặp ba của bạn em. Thì lúc đó thì cũng có uống bia. Quá trình nhậu nhẹt thì đám bạn của cô ấy là kiểm hết luôn, không thì chỉ còn em với lại ba của cô ấy thôi. Hai người cũng uống qua uống lại. Trong cái lần đó về là ba của cô ấy nói, mẹ cô ấy là nói thằng này là nó nhậu nhẹt dữ lắm. Nó nhậu dữ quá thôi không nói luôn mà không có cho. Thì sợ là sau này về cưới cho hai quen nhau là em đi nhậu hoài, em bỏ bê đồ này nọ. Rồi cuối cùng bây giờ cưới rồi thì chồng em có hay đi nhậu không? Nhậu hơn hồi xưa. Thì là cái điều tương liệu của ba mẹ là đúng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có bỏ em không? Dạ không chị. À, nhậu mà vẫn còn nhậu vẫn lo. Nhìn hai bạn chắc có lẽ là anh chồng là người quản lý tiền bạc trong gia đình đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Chồng quản lý tiền gì, phát tiền tuần hay tiền ngày? Tùy chị, em đòi lúc nào cũng phải đưa. Có nghĩa là ảnh giữ tiền nhưng mà lúc nào em đang kêu anh đưa là anh phải đưa. Là không đưa, được thắc mắc. Không thắc mắc. Không được thắc mắc là đưa nhiều, đưa ít này, đưa bao nhiêu. Ngày thì em lấy nhiêu tiền cho? Khi nào em thấy ảnh có nhiều tiền thì em lấy mấy trăm. Ảnh quản lý tiền sao em biết em? Vì em lục tiền. Vậy là đây đâu phải quản lý, đây là giữ giùm thôi đúng không? Nhưng mà Trân là cũng đi làm đúng không? Từ lúc kết hôn là em chỉ ở nhà thôi. Vậy thì cái thu nhập của chồng em là em biết qua lời khai của anh ấy hay là qua sổ sách mà của công ty? Chồng em không có nói, chị tự em kiểm tra. Thôi, chị biết con cặp vợ chồng là giấu tiền trong ví nữa mà giống như sim điện thoại. Em thì không có xài ví, bóp thì em chỉ bỏ giấy tờ em để trong cốp xe thôi, còn tiền thì em để riêng ở ngoài túi. Tối em đi làm về thay đồ thôi, em để tiền trên đầu bàn á. Qua ngày mai có khi em lục ra em kiểm tra lại thấy thiếu 200-300 gì đó hay 500 gì đó. Cái xe mà hỏi em có lấy không, em lấy em làm gì, lấy anh mua cái này mua cái kia. Vậy thôi, nó muốn em lấy thì em nói anh đưa thôi, có gì đâu em lấy thì làm gì. Có nghĩa là ngủ giấc xong chuyện mẹ thì có tiền nhỏ, tiền lớn có cái đâu. Gửi tiết kiệm chị.
tiết kiệm những cái sổ đó em biết không? Chắc không biết. Sổ đó ai đúng? Bây giờ mày chắc không? À, cái sổ là chắc ông chồng biến tên. Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà vợ của bạn cần lấy tiền mà rồi đôi khi là nó âm luôn cái số lương của bạn? Dạ không. Em là siêu tiết kiệm luôn á. Có một cái lâu lâu cái em cho bà xã em 1 triệu hoặc là 2 triệu đi mua đồ, dạ mà lâu lắm mà mấy tháng mới cho. Mà có tặng tiền cho vợ mình làm đẹp đi spa đi thẩm mỹ được không? Dạ cái đó thì cũng có nhưng mà phải đi chung với em. Em thì cũng lắng mà. Em thích gì không hay là thích? Em thích vậy chị, nhưng mà ông này thì ông không thích vậy. Ông không thích lãng mạn. Chứ ông thích đi nhậu không đúng không? Dạ. Đi nhậu có bao giờ mà dẫn vợ theo không? Trời ơi, dính liền với em luôn, đi đâu cũng rủ theo. Đi đâu cũng như Sam vậy đó hả? Dạ. Còn ngoài ra thì em đi bất cứ đâu anh phải đòi đi theo. Dạ, đi ra đầu hẻm cũng phải đòi đi theo. Dạ, đi với bạn thì em muốn đi theo như vậy đó. Thứ nhất là em muốn coi bạn của vợ em như thế nào. Thứ hai là ví dụ trong quá trình đi như vậy á thì mình không biết có xảy ra cái chuyện gì hay không. Có em thì em cũng có thể em giải quyết được. Còn giờ không có em đi thì lỡ có chuyện gì mất công mình, nói chung em lo, em không có thể nào cho vợ em đi được. Tức là nhưng mà lúc yêu thì đâu có cái nhu cầu đó đúng không? Dạ không. Thời gian quen tính đám cưới là có đâu khoảng 6 tháng à. 6 tháng. Dạ. Rồi về lấy nhau cái là tự nhiên có cái cảm xúc, nó giống như là một cái sự gì, một cái ghiền á đúng không? Ghiền vợ. Cũng chắc em nghĩ chắc cũng có thể. Thiệt, bị ghiền á. Ghiền vợ. Thiếu không được. Chỉ có bao giờ mà vợ bạn đi đâu, bạn không đi theo được, bạn khó chịu muốn biết vợ mình không? Trời ơi, bắt em xài iPhone bây giờ em mới biết là để ông định vị em đang ở đâu. À. Cứ ông đang ngồi học ở trên trường quân sự mà ông điện thoại cho em hỏi đi lên Phú Nhuận làm gì chảnh vậy? Hết hồn mới điện thoại ra thấy đang định vị em. Rồi có tắt cái phần định vị đâu? Không được quyền tắt. Trân có cảm thấy thoải mái khi mà chuyện mà chồng em định vị không? Ban đầu thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà tại vì cái đó là làm cho chồng em đi học á hay là đang đi công tác á, ổng yên tâm, ổng tập trung, ổng làm gì. Tại vì em cũng đâu có đi đâu mà bậy bạ hay gì đâu, lúc nào em cũng phải mở FaceTime lên cho ổng coi là em ngồi với ai ở đó. Còn vậy đó hả? 4 năm nay rồi mà vẫn giữ nguyên thói quen đó. Dạ. Cái đó là theo em đó là tính tốt hay là ghen hay là không tin tưởng hay là như nếu như mà ảnh hỏi em một cách vui vẻ thì em cũng vui vẻ chị, còn mà lâu lâu ảnh hay hỏi em tại sao giờ này em ở đó, sao giờ này em ở nhà ngủ đi mà đi tới đó làm gì, thì em hơi bực bội khó chịu. Tại nhiều khi cái nhu cầu của em muốn đi tới chỗ đó bất ngờ, em đâu thể nào em phải điện thoại báo trước. Dạ. Còn vợ em có định vị em giống vậy không? Dạ có. Cái này là em chỉ mới biết á. Tức là tự em trói buộc em vô vòng đó, thấy không? Dạ. Rồi bây giờ em có ghen em không? Chắc chắn là em phải đi nhiều hơn cũ rồi đó. Dạ không có ghen, nhưng mà hay nói là anh có đi chơi với lại đứa nào không? Hoặc là ví dụ mà sau này anh mà có quen ai rồi á thì nhớ báo cho em biết trước để em chuẩn bị. Mà em bực lắm á, thì vợ em hay cái suy nghĩ nhiều. Ví dụ đi thì lâu lâu thì em đi với khách thì cũng hơi về trễ, khoảng tầm có khi 11 giờ mấy mới về. Vợ em tưởng là đi chơi với lại con nào đó đến giờ này mới về. Mà mỗi lần như vậy là em lại bực mình. Nếu mà nhưng mà có quen một cô bé nào hay là có ngoại tình ở ngoài á thì đâu có thể nào anh lo lắng được em hay mấy đứa nhỏ. Ô, có nhiều người hay lắm á, lo đâu 4-5 người chứ đâu phải lo một người. Trời ơi, 4-5 người lo vẫn chu toàn như thường, việc nhà việc nước cũng như tề da mà dạ, số 1 luôn đó. Mà sao mà vợ em tưởng tượng được điều đó hả? Em coi phim anh. Coi phim mà tưởng tượng gì hả? Dạ, khi ảnh ngồi kế bên em mà em coi phim có cái đoạn đó em thấy trong phim hay mà ở ngoài anh không có là em quay qua em sạc liền. Là coi phim Hàn Quốc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, coi nhập tâm lắm. Mà thường phim Hàn Quốc á đôi khi hai chồng cự cãi mà vợ tức quá sắp ly bỏ về nhà, em có không? Dạ có. Về nhà bên mẹ ở dạ, bao lâu? Không bước chân ra khỏi nhà được đâu anh. Thì em cản đâu có cho đâu. Vậy hả? Ôm dạ. Dạ không ơn mà em đập đồ đó nhờ giờ đi, đi đi cái là anh đập này liền á. Đi đi em giọng tay vô tường rồi anh đập vô cửa rồi này nọ. Bây giờ còn không? Còn anh. Còn càng lúc càng nặng. Rồi các bạn có biết là trong chương trình của mình á là nó có một chương trình bốc thăm trúng thưởng, không biết đâu chừng sẽ trúng được một cái tivi hoặc một cái máy giặt hoặc một cái tủ lạnh. Trời ơi chắc không cho ông này trúng. Ông đập hết cái tivi rồi đó anh. Đập hết cái tivi. Cái laptop mà anh bẻ đôi lại vậy nè. Bây giờ vẫn còn á? Không, trước đây thôi, giờ hết rồi. Vậy hả? Dạ. Để lúc trước bực lắm, lấy dao dài mà cứ một tuần mà đòi đi vậy hoài mà cãi nhau mà đòi mấy cái chuyện nhỏ nhặt hay không mà nói là vật lòng chút xíu rồi không chịu rồi đùng lên rồi lấy mở tủ rồi bỏ vô ba lê đem về. Em cũng giận, em đâu có cho đâu, nhưng mà nói thôi trời mới cưới nhau mà cứ đòi ly dị đòi về nhà hoài bực. Em mới đóng cửa luôn, em không cho đi, hoặc là cái họ cái em mới thôi lại xin lỗi cái em năn nỉ đó, mà một tuần như em xin lỗi đúng 7 ngày luôn. Hỏi thiệt nha, trước giờ có đập em chưa? Dạ chưa bao giờ. Được. Chưa bao giờ quýnh. Cái đó là nghịch lý lắm em biết không? Hả, mà đánh vợ là không bao giờ mấy kia bể chứ. Em hiểu không? Mà mấy kia bể là không bao giờ đánh vợ. Vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu của chồng em. Xấu lắm luôn anh. Xấu lắm đúng không? Dạ. Và cái chuyện mà giận một cái là đòi ly dị, đòi trách đồ về nhà mẹ, dạ. Đó là tật xấu của em. Dạ. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Hay bắt nạt em lắm. Vô em hỏi này, em này vậy phải đúng không? Vậy không? Xe qua.
em làm gì, em làm gì, em hỏi hoài, anh hỏi hoài bực mình quá đi, giờ đang có gì đó nạt em, bị nạt thôi luôn à. Rồi sao em có nạt lại không? Dạ không, em có nạt ở đâu, cái này mềm em nói hết. Ngoài ra còn có tật xấu gì nữa không Tính? Còn có một cái nữa là có hơi một chút tham lam, ví dụ nói anh ơi cho em tiền đi siêu thị, nó đưa 300 không đủ, anh ơi đưa thêm 200 đi 500. À tức là lấy sẵn thôi, lấy sẵn thôi. Dạ đúng rồi, trời ơi, kể ra là tụi em 4 năm rồi mà thấy thấy còn yêu nhau dễ sợ luôn á, qua cách nói chuyện á. Nếu mà em mong muốn là duy nhất một điều muốn chồng thay đổi là anh bớt nóng tính đi chị. Còn em? À, em chỉ muốn là dài hay đi gặp dài em rồi cái hỏi là anh đi anh về anh làm anh có gì hay sao là em hết mệt liền à. Đúng dạ, với lại đừng suy nghĩ nhiều quá, em suy nghĩ đơn giản thôi mà nhiều lúc suy nghĩ nhiều quá là đâm ra là mệt mỏi rồi kiểu lộn. Dạ đúng rồi, vậy là cũng hữu tương đó em. Đó. Đúng không? Đúng rồi. Đừng suy diễn thì ông này suy diễn thì sẽ không nóng. Bớt coi phim lại, ổng vừa về đến nhà là cười cái chào anh cái rồi bảo đảm hết nóng. Yeah. Con Vân và chú Quốc Thuận, con tên là Nguyễn Quốc Khánh, con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Vân và con anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng cũng như nhau à. Em với anh chị đi. Rồi 2, 3. Em. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc của Khánh là gì? Chắc tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Dạ, vậy đó hả? Hay. Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về đáng yêu vậy? Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không, chị yeah. Coi trên Facebook á, ghiền coi luôn, người ta cứu cứu mèo rồi cứu, mình cũng thích luôn, cứu hươu cứu nai đó. Hươu nai thì ở nước ngoài thì coi hết, ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ đó, thật bây ra. Giờ giới thiệu đi khoan, giới thiệu tên họ công việc rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân em chào anh Quốc Thuận, em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Rồi. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Time đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi cái coi như là mình cứ tụ chúng về đó rồi cái nguồn kinh tế là ai ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550 mét vuông để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó gỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó bé mèo đang bị tai nạn, nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Dạ đánh đập tàn nhẫn luôn, hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có cái hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một con bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái,
rồi bé nằm nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á, thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi ạ, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp không ạ. À. Thôi giờ mình vô cái vụ này nè. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại, và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, áo vest nữa. Và không biết làm sao, hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nói chứ ban đầu là đã có ấn tượng, thích thích ảnh rồi. Ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ đấy, là từ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá, mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế là từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước, xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai vậy? Dạ, trước đó thì có một bạn với một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ. Thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Như là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê em là đứa giải nhưng mà vì mê em cho nên mê chó mèo. Đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm, nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á, là em có bị cảm thấy là nhục chí không, có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cũng không có chảnh. Không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ.
đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng ạ. Chà cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ. 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin, nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, dạ. Tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đó. Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em tập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mọi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà, gà cú dạ, rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê, thí dụ nha, này cái anh hỏi này nha, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải duyên đúng không? Phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột. Theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó. Tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không biết chăm bao thì không được như vậy. Nếu như nó có duyên đó. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ, như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, đâu ra là tiền. Đã nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé mày. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng nhưng em làm ra xíu lo xíu. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thóp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy á, là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây thử biết mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì tôi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à, tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ rồi nó rất yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh lớn ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng nhiều lúc đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chị có giận nha, 3 ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có phụ huynh đúng không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Dạ, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không?
Em thấy là ảnh dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều, thì ảnh lại là cho em ngủ, cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên, xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nha, đó là những cái hành động lãng mạn nha. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, tụi em không quyết định có con không, không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ, cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm, em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Thời thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng này, lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống, giữa sinh mạng của họ. Dạ đó. Đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không? Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không? Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mày được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ phá bỏ hết những nguyên tắc mà cái mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng em rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thật ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Chọn thôi. Hạnh phúc là hạnh chọn phúc lựa chọn. Là lựa chọn đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng chắc vợ mình mà khui cái thật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết nên khui thật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Để cho anh khui đi đâu, coi để thôi giờ thôi là chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ vợ có nhiều thật xấu lắm. Thật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nói vậy?
Trời ơi, con không biết con em biết em làm gì nó nữa. Ừ. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó. Dạ. Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em không cho em ngủ giường mà đòi ngủ bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa là trong phòng á? Dạ, dạ, từ nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm xí xí anh hỏi nè. Vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì đâu phải nằm máy lạnh được. Dạ có máy lạnh nè. À. Phòng em thì nhưng mà ngồi lông chó, lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi, tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á, tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người từ nhỏ đầy đủ nữa. Nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ không bao giờ hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ bởi vậy thường hai đứa là phải đi đi khách sạn. À, dạ. Dạ tốn thêm khoản tiền đó. Dạ. Trong, dạ coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ đó. Biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi ba các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết ấy, thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục gà heo hoặc là các phần thưởng nào đó cho mấy bé. Thương quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. Chồng. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không à, em vừa lắm, em vừa thiệt. Con em đi dọn cái mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Rồi bây giờ rồi. Những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ. Thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hay khác thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thai não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tưng bừng lên à. Nó cũng trời, chó nó khôn lắm, nó dạ, coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng. Nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á đó, dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường à, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là trên mặt. Đó là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm á, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và lũng dạ ngay đây là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục à. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không. Rồi em coi xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chăm? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đó với những bé dạ, đó với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. Xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có 2 bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải 4 người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu.
Tụi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tung bị lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đâu trên trển á. Sứ giả. Em định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy nha. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Nên là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa gì, nó có thật xấu gì đâu? Dạ anh không có thật xấu gì luôn á. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cách thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cách thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một cái vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt tại vì. Ủa tại em, sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi, xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn, là mì dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trộn cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên mà em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu, ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này ví dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em đó. Không, thật sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc. Tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, em bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, thì mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ em thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi. Thôi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình
sẽ tạo điều kiện để thì kết nối đó. Cái chuyến đi đó phải phải yeah. phải chương và anh trình nhất quyết phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok dạ, rồi. Cảm ơn anh.